Ngày 8 tháng 1, thêm 16.553 ca mắc COVID-19, riêng Hà Nội gần 2.800 ca. Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 8 tháng 1 cho biết có thêm 16.553 ca mắc COVID-19 tại 62 tỉnh, thành phố. Hà Nội vẫn nhiều nhất với gần 2.800 ca. Trong ngày có gần 9.000 bệnh nhân khỏi, 240 trường hợp tử vong. Thông tin các ca mắc COVID-19 tại Việt Nam. Tính từ 16 giờ ngày 7 tháng 1 đến 16 giờ ngày 8 tháng 1, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.553 ca nhiễm mới, trong đó 40 ca nhập cảnh và 16.513 ca ghi nhận trong nước, tăng 259 ca so với ngày trước đó. Tại 62 tỉnh, thành phố có 12.055 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 2.791, Khánh Hòa 798, Hải Phòng 748, Bình Định 742, Bình Phước 718, Trà Vinh 575, Tây Ninh 587, Cà Mau 587, Đắk Lắk 481, Đà Nẵng 474, Vĩnh Long 470, Thành phố Hồ Chí Minh 436, Hưng Yên 384, Bắc Ninh 382, Quảng Ninh 343, Thanh Hóa 290, Bến Tre 285, Hậu Giang 253, Bạc Liêu 250, Lâm Đồng 236, Thừa Thiên Huế 232, Cần Thơ 208, Vĩnh Phúc 197, Bà Rịa, Vũng Tàu 193, Thái Bình 183, Bắc Giang 182, Gia Lai 181, Nam Định 181, Hải Dương 181, Kiên Giang 172, Hòa Bình 163, An Giang 161, Quảng Nam 158, Bình Thuận 157, Quảng Ngãi 151, Đồng Tháp 150, Thái Nguyên 137, Sóc Trăng 134, Ninh Bình 131, Nghệ An 129, Quảng Trị 114, Phú Thọ 111, Đồng Nai 105, Đắk Nông 103, Hà Nam 95, Yên Bái 86, Lào Cai 74, Sơn La 67, Bắc Cạn 66, Lạng Sơn 66, Bình Dương 59, Long An 53, Ninh Thuận 46, Cao Bằng 39, Tuyên Quang 38, Tiền Giang 37, Quảng Bình 37, Kon Tum 26, Lai Châu 21, Hà Tĩnh 21, Điện Biên 20, Phú Yên 18. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Hà Giang -263, Hải Dương -262, Vĩnh Long -229. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Đắk Lắk +481, Gia Lai +179, Đà Nẵng +165. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 16.263 ca trên ngày. Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 30 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội 1, Quảng Nam 14, Thành phố Hồ Chí Minh 11, Hải Dương 1, Hải Phòng 1, Thanh Hóa 2. Biểu đồ số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam tính đến chiều ngày 8 tháng 1. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.876.394 ca nhiễm, đứng thứ 28 trên 224 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 143 trên 224 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 19.019 ca nhiễm. Đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.870.417 ca, trong đó có 1.485.221 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 507.338, Bình Dương 291.329, Đồng Nai 98.650, Tây Ninh 81.722, Hà Nội 64.965. Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19. 1. Số bệnh nhân khỏi bệnh. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 8.990 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 1.488.038 ca. 2. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.352 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 4.581 ca, thở oxy dòng cao HFNC 857 ca, thở máy không xâm lấn 134 ca, thở máy xâm lấn 760 ca, ECMO 20 ca. 3. Số bệnh nhân tử vong.
Từ 17 giờ 30 phút ngày mùng 7 tháng 1 đến 17 giờ 30 phút ngày mùng 8 tháng 1 ghi nhận 240 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh, 18 trong đó có 7 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Tiền Giang 3, Long An 3, An Giang 1. Tại các tỉnh, thành phố khác: Đồng Nai 27, An Giang 20, Tiền Giang 15, Vĩnh Long 15, Long An 14, Cà Mau 14, Hà Nội 13, Đồng Tháp 12, Sóc Trăng 11, Kiên Giang 11, Tây Ninh 9, Cần Thơ 8, Khánh Hòa 7, Bình Dương 7, Bến Tre 6, Bà Rịa Vũng Tàu 5, Trà Vinh 5, Huế 4, Bình Thuận 4, Phú Yên 2, Hậu Giang 2, Bạc Liêu 2, Quảng Ninh 2, Bình Định 2, Quảng Ngãi 1, Đắk Nông 1, Thái Nguyên 1, Đà Nẵng 1, Đắk Lắk 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 215 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 34.117 ca, chiếm tỷ lệ 1,8% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 26 trên 224 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 trên 224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 trên 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 26 trên 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 5 ASEAN. Tình hình xét nghiệm. Số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện xét nghiệm được 30.919.421 mẫu, tương đương 75.593.528 lượt người, tăng 79.538 mẫu so với ngày trước đó. Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19. Trong ngày mùng 7 tháng 1 có 1.414.067 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 159.152.206 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 78.206.607 liều, tiêm mũi 2 là 70.770.669 liều, tiêm mũi 3 tiêm bổ sung, tiêm nhắc và mũi 3 của vaccine Abdala là 10.174.930 liều. Số ca mắc COVID-19 trên thế giới. Cả thế giới có 303.944.870 ca nhiễm, trong đó 258.384.912 khỏi bệnh, 5.499.010 tử vong và 40.060.948 đang điều trị 93.204 ca diễn biến nặng. Trong ngày, số ca nhiễm của thế giới tăng 280.489 ca, tử vong tăng 1.850 ca. Châu Âu tăng 83.769 ca, Bắc Mỹ tăng 28.702 ca, Nam Mỹ tăng 751 ca. Châu Á tăng 49.861 ca, Châu Phi tăng 1.430 ca, Châu Đại Dương tăng 115.976 ca. Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 34.759 ca, trong đó Thái Lan tăng 8.263 ca, Philippines tăng 26.458 ca, Campuchia tăng 27 ca. Những hoạt động trong ngày. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế vừa có công văn khẩn gửi các địa phương về việc sử dụng vaccine AstraZeneca tiêm bổ sung cho người đã tiêm Verocell. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đề nghị các địa phương có thể sử dụng vaccine AstraZeneca, vaccine Verocell Sinopharm hoặc vaccine Mana để tiêm liều bổ sung đối với các đối tượng đã tiêm liều cơ bản bằng vaccine Verocell Sinopharm. Tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch do chủng mới Omicron gây ra, thường xuyên trao đổi với Tổ chức Y tế Thế giới để cập nhật thông tin, kịp thời, chính xác về biến chủng này, chỉ đạo các địa phương tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng, chống dịch. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 1, theo báo cáo của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về cấp độ dịch, trong tuần từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 đến ngày 6 tháng 1 năm 2022, Thành phố Hồ Chí Minh có cấp độ dịch ở mức độ 1, tức vùng xanh. Như vậy, sau nhiều tuần Thành phố Hồ Chí Minh có cấp độ dịch ở mức độ 2, nay đã chuyển xuống cấp độ 1. Ngày 7 tháng 1, Bệnh viện Nhi đồng 1, Thành phố Hồ Chí Minh chính thức đưa khoa COVID-19 điều trị cho bệnh nhi với quy mô 150 giường đi vào hoạt động. Thành phố Hà Nội, tối 7 tháng 1, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Theo đó, toàn thành phố Hà Nội vẫn ở cấp độ 2 nguy cơ trung bình, tương ứng với màu vàng. Trong 30 quận, huyện, thị xã, có 2 huyện ở cấp độ 1 như 7 ngày trước, nguy cơ thấp, tương ứng với màu xanh là Phúc Thọ và Phú Xuyên. Có 20 quận, huyện, thị xã ở cấp độ 2 tăng 2 quận, huyện và 8 quận, huyện ở cấp độ 3, nguy cơ cao, tương ứng với màu cam, gồm
Hoàng Kiếm, Ba Đình, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Gia Lâm, Hoàng Mai và Long Biên, tỉnh Quảng Ninh để chủ động ứng phó với các cấp độ, quy mô dịch trong tình hình hiện nay. Sở Y tế Quảng Ninh đã lập kế hoạch thu dung, cách ly, điều trị trong tình huống có đến 10% dân số, khoảng 138.000 người nhiễm COVID-19 trong 14 ngày. Cụ thể có 3 kịch bản, tình huống có 2.000 bệnh nhân, trên 2.000 đến 4.000 bệnh nhân tương ứng 2-4% dân số tỉnh và trên 4.000 bệnh nhân mắc COVID-19 ngày trở lên. Thành phố Hải Phòng, đến 11 giờ ngày 8 tháng 1, toàn thành phố Hải Phòng đã rơi vào vùng đỏ, tương đương cấp độ dịch nhóm nguy cơ rất cao khi số ca mắc COVID-19 ngày một tăng. Ngoài ra, nhằm kiểm soát và ngăn ngừa biến chủng mới Omicron xâm nhập vào cộng đồng, thành phố Hải Phòng yêu cầu thiết lập nhanh khu vực test nhanh COVID-19 tại cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Thái Bình. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!